giờ. Ê, 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 vô kịch, ê, ê. Hôm nay, ta từ lệnh sư phụ xuống đây để bắt yêu quái. Đúng rồi, nhớ thùng rồi. Để bắt yêu quái. Rồi bây giờ làm cái gì nào? À đúng rồi, trước khi đi, sư phụ ta có dặn ta một lời dặn là... Cái lời dặn đó nó rất là quan trọng mà sao ta nhớ hoài không được vậy ta? Cái dặn cái gì nè? Lời dặn như sao? Đừng mê trai con nghe. Ôi sư phụ này kỳ quá rồi. Ôi người nhà không mà làm mất mặt nhau quá vậy trời. Thôi kệ, nhưng không sao, lời sư phụ dặn ta luôn giữ trong lòng. Trước khi đi, sư phụ có đưa cho ta một bảo bối, đó là cái kiến chiếu yêu để hàng yêu phục ma. Hồi nãy giờ tào lao quá không biết giấu cái kiến nó ở đâu rồi. Cái kiến coi. À nhớ rồi, nó nằm ở đây rồi. Ây da. Ôi da. Ôi trời ơi trời. Ôi da. Ây da. Ơi, người ta đưa cái kiến chiếu yêu, người ta đưa cái kiến phải lớn như vậy đi. Chơi cái kiến chà bá cho mệt vậy trời. Tiệt sư phụ ta hề đậu cụ dễ sợ. Mệt quá. Nhưng mà sư phụ đưa cái kiến chiếu yêu này, có biết nó là hàng thiệt hay không? Lỡ như nó là hàng phay, người ta gặp yêu quái ta biết phải làm như thế nào? Phải thử mới được. Biết rồi. Bởi vì sao? Bởi vì Harry Won là hình, còn Trấn Thành là bóng. Quay đó nó đặt như hình với bóng mà. Rất chắc. Nhưng mà nói vậy thôi cũng chưa chắc nữa, phải thử lần nữa cho chắc ăn nè. Lần này là nè 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 căng nè. Lần này là bảo căng nè. Bất diệt như chơi nè. Rớt mà mất luôn công việc hàng ngày. Ôi càng quái lạ. Tại sao tao chiếu trường gian lại hiện lên hình à? Mày bỏ dám đi. Nói không? Thôi bỏ đi lát bị chửi đó. Nói chung là sau cái màn thử kiến là biết đồ thiệt rồi. Bây giờ đã tới hang động của yêu quái. Yêu quái nơi nào? Mau xuất hiện ra cho ta. Vậy cái thực đơn hàng ngày của mày ăn là cái mà tao bỏ đi đúng không? Nói nghe. Không mấy giờ nè, ấy ấy mình lịch sự, mình xuống cuối gió mình đứng chút xíu đi. Cái gì vậy? Không biết tại sao từ lúc mày giới thiệu mày là cá tra tao cảm giác cái miệng mày thúi quá. Mất gì xinh quá hiểu không? Cá tra đúng không? Đúng. Cá tra thì ta càng phải thu phục ngươi nữa để ngươi gây ô nhiễm môi trường. Đây, kiến chiếu yêu, ta sẽ thu phục ngươi. Mày đâu rồi? Mày nói nghe nè. Mày mới ra chứ nãy giờ tao ra lâu lắm rồi hiểu không? Mày biết mỗi lần mà set up cái kiến này là nó lâu lắm không? Bây giờ mày chịu khó làm ơn mày cho tao một phút thôi nha. Ừ. Rồi tao thu phục mày xong rồi mình đi về nha. Ừ. Rồi đừng có đi nữa nghe chưa? Được rồi, núi sắp bị thu... nghĩ dẹp nó cái kiến rồi. Tao mệt quá rồi, hề đậu cụ mệt quá rồi. Bây giờ tao sẽ bắt mày bằng tay không? Mày phải chết. Được. Lột cái mặt nạ ra mày. Lột ra. Nàng ơi. Chết tôi rồi.
sao nó đẹp mờ ngờ vậy trời ơi trời. Trời ơi trời. Không 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 không. Ta không được mê trai, không được mê trai. Nếu như ta mê trai ta sẽ phản lại lời sư phụ. Không được, phải bắt nó thôi. Dạ. Nàng mày, mày, chúng mày, mày. Trời ơi. Làm sao để tỉnh lại đây? Nó đẹp trai quá mà. Nó đẹp quá. Không những nó đẹp mà nó còn thơm nữa. Trời ơi. Trời ơi, mùi trai nó nồng nặc quá. Sống trên núi với sư phụ bao nhiêu lâu nay, ta chỉ ước mơ được hửi mùi trai dù chỉ một lần thôi. Bây giờ nếu hửi sư phụ biết sư phụ giận ta rồi sao? Nhưng mà đây là cơ hội của ta mà. Không hửi rồi chắc sau này có được hửi hay không? Bây giờ ta phải làm sao đây? Hửi hay không hửi đây? Hửi hay không hửi đây? À, có cách rồi. Không hửi, hửi, không hửi, hửi, không hửi. Trời ơi, quan nghiệt quá. Cơ hội nằm đây mà không được hửi là sao? Không được, không thể nào để dục mất cơ hội này được. Được rồi, hửi được rồi. Hửi, không hửi, hửi, không hửi. Khốn nạn thật. Không được, ta phải hửi, ta phải hửi. Trời luôn. Được rồi, lần này là chắc chắn hửi được luôn nè. Nhớ nè, không hửi, hửi, không hửi. Đau một lần rồi thôi. Phải hửi. Chơi luôn. Được rồi, hửi thôi. Ta phải hửi thôi. Cha. Trời ơi, sao ta thấy tiếc bàn tay của ta quá. Sư phụ ơi, con có lỗi quá sư phụ, cứu con sư phụ ơi. Muộn rồi con ơi. Đâu có được sư phụ, đâu có nào mà để cái tay cùi đi bắt yêu quái được sư phụ. Mày diễn sâu quá, bung cái ngón tay ra. Trời ơi, không có mặt cho gì đâu. Sư phụ nói đúng. Mấy thằng đẹp trai chứ nó vô duyên lắm. Sống xấu như trường gian còn có duyên nữa nè. Nó cần công việc. Thà lửa nhưng mà vẫn không muốn mất việc. Ôi nàng ơi, mới gặp nàng mà ta cứ ngỡ rằng yêu nàng muôn ngàn kiếp trước. Sao kia? Sao nào? Nó thật mà. Thôi đi, ngươi đừng có dùng mỹ nam kế mà ngươi định dụ dỗ ta hả? Đừng có hòng. Nói cho ngươi biết nghe chưa? Ta là phải thu phục ngươi, cho nên như có nói gì chăng nữa ta cũng phải thu phục ngươi thôi. Ngươi phải chết. Khoan đã, nàng ơi. Umbrella. Ê, 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 quá giờ, ê, 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 vô kịch, ê, ê.